mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu click mà mình sử dụng cái dây buông khi mà mình chạy xuống, áp dụng trên dây 1 và dây 2, nó tạo ra cái màu sắc cũng rất là đặc biệt. Thì cái câu này nó dựa trên cái âm sai là mi thứ thôi các bạn. Thì nguyên cái câu mình đánh mở đầu video này thì nó khá dài, mình chỉ tập trung vô hướng dẫn các bạn một cái đoạn ngắn để các bạn có thể sử dụng được. Thì đầu tiên mình sẽ đánh cái câu đó một lần, sau đó chúng ta sẽ phân tích nhé. Nó như sau. Thì các bạn thấy sử dụng dây buông của dây số 1 và dây số 2. Cách đánh của mình ở đây là các bạn có thể dùng phím, hoặc là mình dùng thêm cái hybrid picking, tức là dùng cái ngón móc nữa. Tức là dây số 2 thì mình dùng phím đánh, còn dây số 1 thì mình móc cái nốt nó lên. Thì các nốt mà cái tay trái các bạn bấm là nó thuộc về pentatonic của mi thứ nha. Các bạn có thể sẽ xem thử nó như sau. Chúng ta sẽ tập từng câu. Đơn giản, lúc đầu chúng ta sẽ đánh ngăn 12, ngăn 10 của dây 1. Thì cái tay phải của bạn, mình dùng ở giữa mình móc cái ngăn 12, móc cái nốt đó lên thôi. Rồi sau đó mình tay trái mình pull up ra 10, rồi pull up ra dây buông luôn ha. Nó như sau. Tương tự cái dây số 2 cũng như vậy, nhưng mà lần này là cái tay phím mình dùng phím mình đánh xuống. Lại nha các bạn. Tương tự chúng ta kéo xuống các ngăn phía dưới thì dây 1 chúng ta sẽ đánh vô là ngăn 10, ngăn 7, còn dây 2 chúng ta ngăn 10, ngăn 8 nha. Cái khúc đầu nha bạn. Tương tự các bạn kéo xuống phía dưới thì chúng ta có ngăn 7 và ngăn 5 của cái dây 1, ngăn 8 và ngăn 5 của dây 2. 8, 5, 0 nha bạn, là tức là chúng ta có dây buông á. Kéo xuống phía dưới là chúng ta có ngăn 5, ngăn 3, và tương tự ở cái dây 2 cũng vậy luôn. Rồi mình đánh chậm từ đầu nữa bạn, từ đầu ngăn 12 luôn nha. Rồi tập lại với mình nha. Câu sau, câu kết thúc thì chúng ta đánh dây số 3 như sau. Các bạn đánh ngăn 4 dây buông, ngăn 2 dây buông, và sau đó các bạn đánh ngăn 4 của dây 4 luôn, là nốt pha thăng á. Tức là ngăn 4 các bạn đánh slide lên ngăn 5, sau đó chúng ta quay về ngăn số 2. Rồi, tập lại câu sau nha. Rồi, chúng ta ráp từ đầu tới lúc đó chậm nha các bạn. Rồi, các bạn hãy xách đàn lên và luyện tập cùng với mình sau khi ghi nhớ hết các nốt này nha. Khi mà mình đánh nhanh lên được rồi, mình cố gắng nâng cái tốc độ lên nhanh nhất có thể ha. Dĩa buông thì các bạn có thể là sẽ nâng tốc độ dễ hơn, tại vì các bạn đánh ba nốt là chúng ta tay phím chỉ có hai nốt, còn nốt cuối chúng ta buông ra thôi mà, phải không? Sau khi tập cái câu này rồi, các bạn có thể biến tấu nó thêm một tí theo cái ý của mình, bằng cách các bạn có thể thay đổi những cái vị trí thế tài lên xuống nó khác nhau. Giống như mình đánh thử như thế này, ví dụ bắt đầu ngang 12 thì giờ mình bắt đầu ngang 15. Ví dụ mình có thể bắt đầu cao hơn như thế này. Đó, thì các bạn từ cái câu này các bạn có thể chế ra thêm để chúng ta tạo ra những cái câu khác, làm sao cho nó có cái hiệu ứng tương tự như vậy, nó sẽ khác biệt. Hoặc là các bạn đánh lặp cái câu lại hai lần chẳng hạn. Đã vẫn được đúng không? Gặp lại nhiều lần theo cái ý của bạn. Thì hy vọng clip này cũng góp phần cho bạn cách luyện tập giữa hai tay với nhau sao cho đồng bộ ha. Thì cái đàn mình đang sử dụng là cây Cort G250 các bạn. Giá của nó là chưa đến 6 triệu ha. Rất là đẹp, chất lượng cũng rất là tốt. Nó có tới 3 màu luôn ha. Màu là màu xanh bớt, màu xanh quyến rũ và màu đen ha, quyền bí. Thì cái này pickup H, H là humbucker, là hai pickup đôi nè, single coil single coil. Đây chúng ta có 5 cái ghề. Đặc biệt ở đây ngay cái tone ở đây nó có cái coil tab các bạn. Để các bạn rút lên để tách cái pickup đôi này thành pickup đơn, nghe tiếng này cũng rất là lộng lanh ha. Còn nhúng phím fret khóa rồi, rất là chuẩn, rất là đẹp và giá cực tốt tại Amigo Guitar Shop. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với Khoa hoặc là em trai của Khoa là Toàn để được tư vấn và nhận được những cái cây đàn giá trị tốt nhất nhé. Nếu bạn nào muốn học guitar điện thì có thể xem cái link trong phần mô tả video này. Khóa về guitar điện hoặc là guitar thùng cơ bản đều có cả. Các bạn đóng tiền một lần và học trọn đời, nên nhớ đóng tiền một lần học trọn đời. Học trên điện thoại, laptop ha, PC đều được cả. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.